Hot Girl Live Việt, Mỹ Sunna, Na, Wilson Nhật Anh được biết đến khi sở hữu body hoàn hảo. Bông hồng Lai like 2K2 nóng bỏng với số đo 3 vòng chẳng thua kém gì người mẫu, lần lượt là 90, 66 và 95cm. Với lợi thế này, cô nàng đã sớm định hình cho bản thân phong cách thời trang sexy, bốc lửa, quyến rũ và có phần táo bạo. Vậy nên việc xuất hiện với hình ảnh sâu dáng nuột, khoe đường công không có gì bất ngờ với cô nàng này. Tuy nhiên, trong những trường hợp không chủ đích khoe, những pha hớ hên của Sunna khiến người theo dõi không khỏi thót tim hay giật mình. Như trong đoạn clip giữa mặt trước khi ngủ mà bóng hồng này cập nhật trên story Instagram của mình, vì đang ở nhà riêng cũng như chuẩn bị đi ngủ nên bạn gái mai mối của Virus ăn mặc khá thoải mái với chiếc váy ren mỏng và thả trong vòng một. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như khi giữa mặt, cô nàng không cúi xuống khiến cho vòng một vốn bắt mắt bởi sự đồ sộ này lại trong tư thế hớ hên không tưởng. Rất dễ rơi vào trạng thái, lộ hàng. Chắc hẳn trước khi đăng tải, nàng hot girl này đã chết lại nhiều lần và cô vẫn thấy thoải mái với hình ảnh này, tuy vậy fan của cô thì được pha, thoát tim, trước khoảnh khắc hớ hên của cô nàng nóng bỏng. Hiện đang sinh sống tại thành phố. Hồ Chí Minh, cùng với chỉ thị giãn cách, mọi công việc của cô nàng ít nhiều gặp khó khăn, thậm chí phải ngưng hẳn. Suna từng chia sẻ. Thời gian biểu của bản thân trong thời gian này dường như chỉ có ăn ngủ và chơi game mà thôi. Thông tin cho những ai chưa biết, cô nàng là fan cũng như game thủ liên quân mobile thứ thiệt với lịch trình chơi game đến mỏi cả tay, mở mắt dậy ăn miếng rồi đánh liên quân, xong coi phim xí rồi ăn rồi lại đánh liên quân tới 12 giờ trưa, ngủ tới 7 giờ tối rồi bắt đầu lại như trên. Chưa kể, việc chơi game còn theo cô nàng vào tận rất ngủ, tới mức đi ngủ thấy mình là tướng chạy long nhong đánh có bữa ngủ mơ thấy bị Triệu Vân Dí đánh chạy quá trời mà bị nó đập chết cái rực mình tỉnh ngủ. Ảnh, Internet